Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh hàng bãi Nhật và hàng nội địa Nhật Bản Hàn Quốc. Đấy, lời đầu tiên cho em xin kính chào quý anh chị và các bạn. Mọi người đi qua lướt qua cho em một like, một đăng ký kênh để kênh em cùng ngày càng phát triển để phục vụ quý anh chị ạ. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một sản phẩm bên em đang phân phối, đó là Atomat ạ. Vâng, chiếc Atomat này là Atomat 3 pha 4 4 cực các bác ạ. Đấy, 63A 63A. Đấy. Có thể dùng được điện 220 380. Vâng, đây thông số kỹ thuật đây các bác thì đang trên màn hình đây. Vâng. Đấy các bác chụp lại màn hình ạ và nhắn tin trên Zalo cho em là số điện thoại là 0982 834004 ạ. Vâng. Số điện thoại đấy là số điện thoại của em ạ. Đấy các bác nếu thấy sản phẩm này ưng ý thì các bác chụp ảnh lại. Sản phẩm này của em đang bán với giá trên thị trường là 450.000 các bác nhé. 450.000. Nhà em cái này là nhà em cũng đang sử dụng ấy. Ông anh đang sử dụng cho máy làm bánh đa các thứ đấy. Thì là vẫn đang sử dụng cái máy này nhé bác nhé. Hàng sản phẩm nội địa. Vâng. Đây tiếp theo là đây. Ad 3 pha. Một chiếc ad 3 pha xịn sò. Đấy, cũng là nội địa, cũng có cả mã cơ mà. Đấy. Cái này là bên em đang phân phối ra thị trường với giá là 170.000 các bác nhé. 170.000 cho một cái ad này. Đấy, các bác nhìn này. Thông số này, 40A này. Đấy, rất là chắc chắn và xịn sò. Cái này là 170.000 ạ. Vâng, các bác chụp màn hình vào và liên hệ cho em ạ. Số điện thoại là 0982 834004 ạ. Đấy, để lên đơn, em lên đơn phục vụ các bác nhé. Tiếp theo đấy là đồng hồ báo các màu luôn, xanh, đỏ, vàng. Đấy. Cái này em đang phân phối trên thị trường là 10.000 một cái các bác nhé, 10.000 một cái ạ. Đây hàng đây, đấy đồng hồ báo rất tiện. Tiếp theo là sản phẩm đó là đồng hồ báo vôn ạ. Sắc cạnh nhạt này. Ui giời. Nhạt như Sony. Tất cả đảm bảo là vẫn còn sống các bác nhé. Tất cả hàng của em đảm bảo là hàng chất lượng luôn. Như trong hình các bác có thể kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nhé các bác nhé. Đấy. Số điện thoại đặt hàng là 0982 834004 ạ. Đấy, Zalo Facebook của em nhé các bác nhé. Các bác liên hệ cho em số đấy này. Các màu. Đấy. Tiếp theo bên em đang bán là ôi giời ơi. Cái máy khoan nhé, máy khoan vẫn sống nhé, nhưng mà pin thì pin mù. Đấy, máy khoan bảo đảm 100% máy khoan vẫn sống. Máy khoan bảo đảm vẫn sống nhưng pin mù. Đấy, bên em bán 900k sản phẩm này. Đấy, cam kết máy sống nhưng mà pin thì mù rồi. Đấy, 900k, chưa có ship các bác nhé. Có đầy đủ phụ kiện là sạc. Có sạc, đảm bảo sạc. Đấy, cái sản phẩm này là 900.000 các bác nhé. Tiếp theo là băng dính nội địa Nhật, bọn em bán theo cân các nhé, các màu sắc đấy, liên hệ em là 0982 834004 nhé để em báo giá nhé. Tiếp theo là đây cầu đấu ạ, 60A cầu đấu 60A. Đây nha các bác nhé, cầu đấu 60A nhé. Nhìn này. Đây. Em cam kết là hàng của em là đúng như trong hình trong video luôn các bác nhé, các bác cứ chụp ảnh lại nhé. Mà không đúng trong như trong video các bác hoàn về trả em ạ. Đấy, đảm bảo cam kết là đúng như trong hình. Cái này là 50k cái nha anh bác các bác nhé. Đấy. Hàng rất là chất lượng luôn. Xịn sò. Hàng em đảm bảo uy tín. Tiếp theo là công tắc. Đấy. Phần công tắc này đây, tắt từ cái này rồi. 30.000 một cái các bác. Đấy. Con này các bác đấu vào tủ điện này. Thoải mái. Đây, con nhà motor nhé. Đấy. Con này là đây, 250k. Đây, thông số đây. Đấy. Các bác đấy các bác ưng sản phẩm nào thì các bác cứ chụp màn hình lại nhé, xong là các bác gửi em nhé.
Zalo là 0982 834004 ạ. Còn đây các bác nhé, đây con đồng hồ hẹn giờ này. Đấy. Đấy. Đây. Nãy là vào với ngồi test thử. Rồi, ok. Tất cả mặt hàng đều ok, về vẫn phải thử các bạn, em vẫn phải thử. Đấy. Hàng thì xịn sò. Đảm bảo, cam kết. Đấy. Vẫn sống 100%. Cái gì bổ sống là sống, còn cái gì như cục pin nãy bổ mù là mù. Chứ không có chuyện là bọn em bên em bán hàng là uy tín chất lượng làm đầu, chứ không bán hàng vớ vẩn các bạn. Đấy. Các bác chụp màn hình lại đi. Rồi gửi cho em. Đấy. Em dân Trịnh ạ, 0982 ạ, 834004 ạ. Đấy. Các bác cứ chụp ảnh lại các bác gửi em video. Của em làm là từ hình ảnh những hình ảnh thực tế nhất. Đấy. Chứ không có cái gì gọi là ấy cả. Đây, còn cái máy khoan này. Vẫn đang sử dụng đây. Đấy. 8 nốt. Đấy, nắn khoan này. Con này bên em là bán đang bán là 1.200.000, 1.200.000. Pin tất cả còn máy còn sống. Thương hiệu Nhật Bản. Pin phụ kiện của nó đây. Bao cho bác bộ vít Nhật mới lấy về, đúng gặp em ngon, có cả còn cả đầu các thứ của Nhật hết luôn. Đấy. Máy này đủ phụ kiện cho bác nhé. Đấy. Bị sạc pin này, máy này, pin này và mũi khoan này. 1.200.000. Chưa có ship các bác nhá. Cái này là mặt hàng riêng, mặt hàng này là chưa có ship. Đấy. Tất cả mặt hàng thế. Nãy nãy à, nãy nãy là em lem motor thì vào đây là lem motor này. Thậm chí bán hàng nhiều quá giờ nhiều mặt hàng quá quên cả tên các bác ạ. Ê. À đây còn một sợi dây này nữa đây, dây chống cháy ạ. Đấy, đấu điện cho các thiết bị tủ điện mà bên trong các thứ mà đấy, chống cháy làm mà kho xưởng bên em đang bán với giá thị trường là 30.000 một mét các bác nhé. Các bác bán cả quả quận cũng được, lấy cả quận cũng được, lấy lẻ 5-10 mét em cũng có thể bán được cho các bác cắt ra bán. Đấy, cả nhà vì ở nhà cũng dùng mà. Đấy, chất lượng đây. Bao bền đẹp. Các bác đi qua thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để kênh em phát triển các bác nhé. Đấy. 30.000 một mét. Đấy, tại vì nhà em cũng dùng mà nên là nó cũng có lẻ nên là em mới bán lẻ thôi, chứ thực sự ra là cũng không ai bán lẻ cho bác cả. Các bác một như này đâu, nhưng mà nhà em là cũng có kho xưởng ấy. Nên cũng mà đang làm nên là có thể bán lẻ được. Đấy. Chào các bác. Tiếp theo đây là em kéo cắt cành nhé, Capuchi. Thương hiệu của nó Nhật Bản nội rồi, nội địa Nhật rồi. Nó có thương hiệu sẵn rồi, cũng chả cần phải giới thiệu gì nhiều hay là nói hoa Mỹ làm cái gì quá. Nhưng mà nó thực tế là nó có. Đấy thì em mới bán đấy. Em kéo này. Em kéo này là có cả lò xo dự phòng các bác nhé. Đấy. Kéo cắt cành. Đấy. Rất sắc bén. Vâng, thôi em xin phép được dừng video tại đây nhé. Các bác thích sản phẩm nào thì bác liên hệ với em ạ. Dân Trịnh ạ, 0982 ạ, 834004 ạ. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Đấy. Các bác hẹn các bác vào các video sau ạ. Cảm ơn các bác ạ.